Cụ Lý Dung lớp xin mến chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hello cả nhà. Lời nói đầu tiên thì cho phép bốn anh em mình gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Hôm nay thì buổi chiều nha cả nhà. Tại giờ là 4 giờ chiều. Anh em mình thấy con kênh trước cửa nhà danh nè, không mấy con cá cha nó úp đây. Nên đem câu, nên câu nha nha. Trọng thì ở nhà ảnh làm lưới cá dứa rồi. Dầu chuối. Dầu chuối. Đặt tí thơm. Hả? Dạ, mình câu như chuối nè. Dí vậy? Kéo nè. Dạ, mới thấy kéo này mà. Đây nè. Anh Tài anh cắt chuối ra. Này chuối sim nha cả nhà. Sim. Cắt trộn nhiều chuối cho thơm thơm. Cầu. Cá này cũng bự bự không á. Chưa thấy chưa cho là thơm rồi đó. Thơm chưa? Thơm rồi đó. Anh còn phái đừng nói ăn cá hả? Đổ, đổ dầu chuối vô là thơm rồi. Vô. Đâu anh chạy đến đây muốn chứng nhận chút. Nè. Hả? Cái này tên gì nè? Giống rồi chứ? Rồi đó. Đây. Đó. Là anh Tài mới thấy nục phải không? Ừ. Rút đuôi ra luôn. Hôm nay mình đem cần máy xuống đây câu. Thì đây là tổng quan của con kênh dưới cửa nhà danh nha cả nhà. Kênh này thì mình bắt rất là nhiều cá mè, cá dảnh, đặc biệt là cá linh. Nhiều bạn chưa biết về con kênh này thì cũng hay nói là anh em mình nuôi ở đây, thật sự không có nuôi. Có lần đó mấy anh em chài với mò bắt 2.700 kg tôm ngang xanh ở đây cả nhà. Ở bên đây nè thì nó có một cái bọng nước ra nước vô á, cái cá nó theo cái bọng nó vô đây. Thấy ụt ụt mà dắt sáng trời nắng quá cho nên là không có câu. Anh em mình đợi buổi chiều mát mát á, rảnh rảnh cầm cần câu câu thử. Mình em đang câu bên này. Bữa nay câu làm sao quá nhỉ? Nó ăn không? Nếu ăn thì tốt, măng thì chắc bữa nào thiết kế lưới xuống văng rồi sao? Cái cha chứ không phải lầu kiến không? Ừ. Cái cha. Mà nãy giờ anh có thấy cái cha ụt không? Cái cha ụt nãy giờ đó con mặn đúng đó. Ừ. Cái lầu kiến thì nó ụt ngay bụp bụp như này. Ừ. Nước văng lên. Ừ. Đây. Người khấm khấm này câu cá để cho má nấu canh chua. Nãy giờ còn thấy ụt không bên đây? Dạ. Bữa câu tay sảy nha. Cá bự đứt lưỡi. Này mình đem câu máy xuống mình câu. Chỗ này lúc trước bắt cá linh quá chừng. Đầu tiên anh em mình bắt tôm ngàn xanh ở đây. Sau đó mới tới cá linh, cá mè, cá dảnh. Đủ thứ cá như này. Bắt nhiều lần lắm rồi. Nó có cái bọng ngang đây nè. Cá giật kêu nghe. Con gì anh Tài? Dầu ụt này cả nhà. Dầu quả đó. Dầu hết đâu kiến? Dầu thấy đuôi luôn rồi. Có bệnh hả bên này? Tại sao đây ngồi ngang qua đã. Ừ. 7 triệu này anh Tài. 7 cân hả? Trời ơi, chịu. Chịu, đừng có nắm gì. Trời ơi.
Ủa còn gọi cái máy đâu? Kia dính nè, cái giọt. Chạy cần luôn cả nhà. Nhí nó giật. Nụng nó luôn nhí. Khoan, anh Trầm ơi. Dìu mới được. Ê cái bội gà anh Trầm. Cái bội gà. Bự nhí ơi. Hé mày. Phục kích mày biết bao lâu nay. Thế ơi. Sao bên. Cái bỏ, lấy cái bỏ gà xuống giật nhí. Chắc cú. Quay. Chắc rồi. Không phải. Ê, đừng dở quá thầy. Mà gà má. Lẹ. Từ từ khi ơi. Không sẽ. Cho nó ra ngoài. Ủa. Cái cá rồi. Trời giật cá rồi, vô rồi. Tiếp cơ quá. Tới công chuyện rồi. Rồi cái máy quay đâu rồi? Tối rồi. Trong luôn rồi. Nhanh đi vô nhà cái đưa cái máy quay cho anh Tài đưa nhí quay. Làm không kịp. Gãy cần luôn. Đâu rồi nhỉ? Cần đâu rồi? Trời. Hả? Buông buông cái này kia ra đây. Gãy cần luôn. Anh qua anh coi mấy cần bẩn anh Trầm ơi. Nó nãy giờ nó tim dữ lắm, tim mà nó chụp không kịp đâu. Trời ơi. Cá này gần 3 kg á. Ôi đứt luôn lưỡi trên trời. Đứt lưỡi luôn. Đứt lưỡi trên luôn. Còn dính kìa. Còn dính không? Ừ, hai dính hai lưỡi luôn. Dạ. Máu. Ồ quá máu rồi. Đang hai cục mồi. Hai cục luôn. Kìa ức mình chơi. Làm đứt câu của mình hai cây đúng không? Đứt câu hai lưỡi luôn à. Vô. Ê dạ. Rồi động rồi vô. Vô coi con cá này coi. Vô trong cái sàn luôn á nhí. Vô sàn nước của cậu ba á. Mập không? Mà nước màu quá cả nhà ơi, quay xa. Wow. Rửa cho nó trong chứ nước màu quá. Lưng bẩm gà cả nhà. Trời ơi. Ồ, mỡ nè. Có mỡ rồi tới gì. Kiếm cái cây sỏi. Ồ, kiếm cái cây cuột. Mấy lần trước anh em mình cũng có câu, nhưng mà nó bị đứt hai cần luôn. Bữa nay mình bữa hôm mình câu tay, bữa nay mình đem câu máy xuống mình câu nha cả nhà. Quá đã. Cây câu đó cũng mục hay nhỉ hả? Cá lớn hay lại giật nọt quá sao được gãy câu ta? Giật nọt quá. Hai cái ngoài kìa. Cái này có hai cái gữ. Ừ. Nặng lắm. Cá nó ngon. Mập luôn mềm. Quay. Lỗ rồi, bữa nay câu lỗ rồi. Ăn con cá gãy gần câu. Kiếm thêm con hay con mới đủ. Con hay con mới đủ vốn nha anh Tài. Ừ, chúc. Hồi nãy nói sao, gần câu này một rồi hả? Không một. Câu này lâu lắm rồi cho nó. Câu này chào mình đi câu Mỹ Thanh tới giờ nè. Phải không vậy? Câu này câu ơi, chào mình đi Mỹ Thanh tới giờ đúng không? Phải rồi, một phải rồi. Lúc đó chịu bận kiếm tiền. 3-4 năm rồi. Mà nó chứ cái này cắt cái này tháo ra gắn cuộc lại được cũng được. Đây nè. Ừ. Cần này xài tạm được. Xài tạm lại được. Anh em mua cần không được chắc đó nha. Nói chung là cần mới nhưng mà cần này rẻ. Xài được nay cũng gần 4 năm rồi. Trời ơi, đi câu dưới này không biết nhiêu lần bữa nay mới có clip á. Dữ thiệt. Dữ sát cá quá rồi. Dèo đó cả nhà, anh em mình câu một xíu nữa. Có con mồi không? Nãy giờ nó ụp đây, ụp đó. Côn quá nó mang ra bên sau bên cạn. Biết sao em ngủ, bữa nay em ngủ xuống câu không? Sáng nó nổi tới 7-8 con như còn này nè. Con bự gục đây dữ lắm. Ừ.
Bự nãy ụt cái đuôi luôn, gá hết biết nhưng mà ụt đây nè. Cấp này nó qua đây. Cái tầm cái cây đó rồi. Sáng em với cậu Ba Tí thấy nổi tới 7-8 con nè. Ụt trong bà. Ụt trong mé là cần cần. Ừ. À, đặt rồi cái cần của em đây nhớ không? Con ngay cái dừa nè. Với ở đây phải không? Đó cây đó. Ừ, ở đằng này ăn cây. Sáng Danh với cậu Ba của Danh thấy nổi vậy nha. Chiều ngủ mấy anh em đem câu xuống. Nếu mà nó chiều cũng làm cũng con đó mà. Con hay con đó. Ướt ướt vậy đi. Tại vì mình nãy mình động đó mà. Ừ. Cần kia đâu? Kia hả? Cái đầu dừa lên đó. Nó dậy cái bật cái xuống làm sủng xuống luôn à. Chạy đi luôn. À, bên kia có cậu đứng rồi. Không tại mé này còn hơi nắng nè. Mé này hơi nắng. Chút xíu nữa sầm rồi. Cá này không được sầm sẵn chiều quá. Sầm chiều nó mát cái gì nó dạng ăn hơn. Tại quăng đó rồi. Còn cháu nhí rồi. Ủa, nó chạy bọt nó giận ủng luôn mà. Bự lắm có mấy con bự lắm. Mặt trời lặn luôn nha cả nhà. Hôm nay mình cuốn câu về. Năm dính con thiệt. Ngồi chịu giờ mấy tiếng hồ không dính được thêm con nào nha. Cũng nên về. Bán cái câu vô vòng á vấn. Để bữa nào mình kiếm đồ chinh phục tiếp. Chưa cảnh rảnh không làm gì được con cá cũng đỡ. Mời kiếm đồ nấu mắm ăn hả? Ừ. Lỗ mắm. Năm dính đường con. Không năm nay tự nhiên là... sáng anh em mình làm nồi lẩu mắm này cả nhà. Nghĩ đang thái cá ra. Đó, cá nhúng. Nhúng lẩu mắm hả? Nguyên liệu là bơ gọi cá, hai cái dừa với lại dao ăn kèm ở đây. Thì làm thì ngon quá. Ngay gu bên tài nữa. Mắm. Còn mắm. Cá này mập đấy. Ừ. Đúng rồi. Cá này mập. Ăn cá thì đổ không? Gãy một câu. Gãy. Cá này gãy mà. Rết rồi. Câu sao có con một ăn. Cậu đó nhiều cá. Bữa sáng giấc sáng thấy nó 7-8 con. Cá tớt nha cả nhà. Nóng. Rồi giờ mình sẽ phát chuông xào cả nhà. Lẩu mắm phải có nước dừa anh Tài à? Nước dừa mới ngon. Không có nước dừa như ăn cơm thiếu ớt vậy à? Ừ.
canh canh còn chừa nước mắm nha anh Tài. Hai cái. Ừ. Mình dạo mắm họ còn miếng nước rồi. Đắp đồng lượt mắm này. Cho cài vô cái nha. Nấu mà cà chín thì mình nêm được anh bạn. Nó mềm nhặt xuống. Bây giờ nấu lâu quá cái thịt bà gọi nó bị gục. Ừ. Nó không ngon. Cho cái luôn nha cả nhà. Siêu quách à. Con ăn một rồi không thấy luôn vậy. Ục thì cũng còn ục mà nó không ăn ha. Ừ, sao thì trời. Biết bao lâu nó mới ục vợ luôn trời. Ừ. Con nhận còn hơn là cá mình luôn trong hầm mình bắt nó nhiều lần mà nó nhét nữa. Ừ. Không biết là sao nó có cái cha luôn nữa. Đúng rồi, không hiểu luôn. Cá rảnh cái mày rồi mình nấu mà xong rồi nó vô cũng được nha. Ừ. Ở đâu nó có luôn. Nàng bún này nè. Quýt ớt, chanh. Chanh. Cho hủ qua vô không? Ừ, quên nữa. Nó mát. Chân đi anh nữa chứ anh. Nó hết rồi, nó hết rồi. Tại đầu em chọn chuyên nghe đầu thế đi lép hết rồi qua thấu tiền gò anh chồng anh đi đánh lưới nhà cả nhà anh đi xuống trước rồi lát đây mình chạy ghe tịch cũng sao sau này mình đánh lưới cái sủng quá đúng rồi này chúng thì mình sẽ quay cho con chú anh chị mình xem dạo này vô mùa của anh này chắc là anh sẽ thường xuyên dán mặt trên video cho cô chú anh chị. Đói bụng bù lại anh Tài sẽ đi xuyên suốt với nè xuyên suốt mà hình như hồi mới vô làm giờ cũng có nghỉ đâu hết rồi sai không nghỉ vô nè vô dung vlog chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe mời cả nhà ăn lẩu mắm cá tra với bố anh em mình nha. Nước nó ngọt ba trái dừa mắm mặn quá mắm mặn tại anh đổ thêm trái dừa nó ba trái luôn nè đánh ra tình đó giờ mình câu cũng nhiều quá bữa nay được có quay clip. Ừ. Ừ. Miếng nướng luôn giòn không giòn rồi dính này cầm câu cả bay liếc 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 luôn câu cá cha bắt buộc phải ăn ngon chú nhé cá cha
viên cầu cũng chạy như đó. Ừ. Cái đi săn lại nè. Mà cái này không dễ bằng cái nhà nội. Không dễ đâu. Này chấm mới đây. Thịt mềm mới dai. Nó già nó béo. Còn mấy một cái nhá. Ừ. Nói chung về ngon. Nhưng đặc biệt cái nó không hơi cỏ. Không mày cỏ cũng đỡ. Ừ. Hôm qua có dính nè, anh em mình sợ ăn là hôi cỏ anh nhờ. Ừ. Kéo lên cá nhìn thấy thèm. Ừ. Ôi ơi, cũng quay vô. Không có ốm. Ba câu 2 tiếng hồ nữa nha. Chuyện con. Ăn câu để câu xuống mới đi vô nhà uống nước à. Ra nhí kêu gãy cần à. Em vừa ra tới tới chỗ là gãy cần luôn. Bóp một cái trời. Vừa nghĩ không hay không để con để thằng câu dưới á, vừa nghĩ cái là ấy là để thằng câu luôn. Ừ. Chụp đâu kịp đâu, không cần cũng mục nữa, giờ máy cho nhớ quay đâu kịp đâu, để thằng câu à, hai anh em cầm thằng câu không à. Cầm dây người cầm rừng thì em vừa ra bật máy luôn, không có nhanh thì không kịp. Chạy bên đây qua nhận kêu lấy cái bộ già cả đó biết em biết sao mở nó ra trống không vậy, xài chín á, xài chín mấy trái mà dụng á rớt xuống á. Nó lại nó ăn mấy cá cha này nha, con thấy vậy với con chú nhảy lắm á. Lúc mần á, lúc mần ra có nửa trái xài, còn cái vỏ xài ở trong bụng á. Nó chạy. Chà nó khoái cái cây đó. Khoái cái cây. Mận gì mình giục xuống nó cũng ăn hết. Mít chín. Mận chuối. Chuối. Cái chai dưới hầm của ông nội á. Ừ. Cái dài. Cái dài. Mận cá luôn lâu năm. Lâu năm nó phải dài. Ăn nội cha ăn chài, mận. Chuối chín. Chuối. Cái hầm nội ăn gan sực sực sực. Mà cá hầm nội ngon cái này. Ngon. Ừ. Phải lâu năm ăn nó ra sực sực sực. Phải thịt cũng ngọt. Cá này á phải nước vô nước ra. Này có nước vô ra. Nhưng mà nó ra không nhiều. Không bằng hầm nội. Ừ, không bằng cái hầm mình nuôi trong cái ao cái mương. Nó ra vô thoải mái. Biết làm sao không? Tại cái mùa nước mặn rồi nó đâu có vô được. Ừ. Cái nước nó nước trong tinh ngọt ngọt với nước mặn vô là cá cha này ngổm mà nổ má luôn. Cá cha nó kỵ nước mặn. Đầu giờ thấy nó ụt rồi giờ thấy điên. Nguyên bày của nó mà. Không trúng không trúng bày. Cái này chắc khi chưa đi lưới rồi. Ừ. Mới có miếng cơm nguội chào mình tới giờ đậu mắm trưa nay dở cơm theo ăn. Ừ. Gọi nó là mắm kho. Mắm kho lên mới ăn nữa gấp lên được rồi đi. Tại trưa nay không mặc lẩu chỗ nào ăn rồi ăn nóng nè. Cá giờ có cá cá ngon. Chỗ anh em mình câu xong rồi nè, ít ít cá nữa nè, bỏ không biết là bao nhiêu lít, mua trùng thức ăn đâu nè, rồi trùng lá hả, ra xong câu rồi nọ mà dính chừng 2-3 cái ốc à, nên video thì nhanh không có thắt quá. Nó hấp dẫn. Ừ. Cái câu kéo rồi anh em có đủ hết á. Câu này là chú xà chỉ ngồi câu mấy cái kẻ đá. Đang ngát. Đang ngát hả? Ừ.
cái bệ đó mà anh lặn cũng mệt. Ừ, nó dính, nó dính kéo nó trong, dính nó kéo vô trong không, với lại biết sao không, quá trời đá. Cái lưỡi câu móc được đó ngày rồi với hà hà thường thường hà là ừ, cắt lưỡi câu với câu á dưới sẽ chỉ là có một cách câu câu vàng đó. Câu vàng dính bình thường thôi, câu cắm cắm bẫy. Cắm bãi như trên mình, anh đi mò tôm mình thấy người ta cắm không? Ừ. Ở đó cắm thì mình phải ở đi dưới. Cứ cận luôn không? Cái đó là mỗi lưỡi mỗi dính chắc đã lắm rồi. Của Dung Vlog xin tạm dừng video tại đây nha cả nhà. Xin chúc tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye bye.